Vụ việc ngạt khí khiến 5 người tử vong ở công ty Mi Phố Phố Thọ vẫn chưa kịp qua đi, thì mới đây tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận hai người tử vong do ngạt khí khi xuống giếng vớt rác. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 7 tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp. Hai nạn nhân đều là người sống trong thôn. Nạn nhân là anh HVI, sinh năm 1979, mở giường nước của gia đình để kiểm tra, thấy có nhiều rác bẩn nên xuống vớt. Anh chuẩn bị sẵn xô và dặn vợ là chị CTS. Khi nào thấy mình xuống đến nơi thì thả xuống để lấy rác đưa lên. Khi anh y xuống, chị S thấy chồng vùng vẫy, dựa vào thang không nói được gì, liền hô hoán chạy sang hàng xóm gọi anh NVH, sinh năm 1995, xuống cứu không may anh hát cũng bị ngạt khí, cả hai người tử vong dưới giếng. Trong quá trình đưa nạn nhân là anh Y và anh Hát lên khỏi giếng, hai người khác cũng bị ngạt khí ngất đi, may mắn được mọi người kéo lên kịp thời nên thoát nạn. Giếng này có độ sâu gần 10 mét, mực nước khoảng 1 mét, gia đình vẫn sử dụng trong sinh hoạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm và xác định hai nạn nhân tử vong là do ngạt khí mê tan. Xin được gửi lời chia buồn tới gia đình của hai nạn nhân xấu số đã phải bỏ mạng trong sự cố thương tâm tại Phú Thọ. Dù rất đau xót, nhưng mong gia đình các nạn nhân sẽ vượt qua được nỗi đau thương mất mát này.